Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục cung đàn quê hương hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức tiếng đàn tỳ bà qua đôi bàn tay và tâm hồn của nghệ sĩ Mai Huệ, tức Phạm Thị Huệ, giảng viên đàn tỳ bà, khoa nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các bạn đang nghe trích đoạn bản nhạc Ảo Vọng do nghệ sĩ Mai Huệ sáng tác và độc tấu đàn tỳ bà cùng tứ tấu đàn dây. Thank you.
vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ Phạm Thị Huệ sinh ra tại thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh, nơi có nhiều danh lam nổi tiếng và là vùng mỏ thân yêu của Tổ quốc. Cha của Huệ là họa sĩ nhưng ông rất yêu âm nhạc. Khi cô bé Huệ mới tròn 1 tuổi thì người mẹ thân yêu của Huệ đã bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo và không còn ở lại trên cõi đời để được nâng niu, chăm sóc và từng ngày chứng kiến sự trưởng thành của con gái. Từ đây, mọi trọng trách của người mẹ đã trao hết vào tay người cha của Huệ. Khi cô con gái Diệu mới lên 5 tuổi đã được ông dạy chơi đàn mandolin do ông tự học được. Khi Huệ 8 tuổi, cha quyết tâm cho theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với ước mơ con mình sẽ là nghệ sĩ đàn dân tộc. Và thế là hai cha con khăn gói lên Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tham gia thi tuyển. Niềm mơ ước của ông đã thành sự thật. Phạm Thị Huệ thi đỗ vào bộ môn đàn tì bà, khoa nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vào trường nhạc học, Huệ được sự dìu dắt tận tình của cô giáo Mai Phương. Cô đã nhận Phạm Thị Huệ làm con nuôi và chăm sóc dạy dỗ từ những ngón đàn đầu tiên. Cô thương yêu Huệ hết mực, rồi cô đã lấy tên đệm của mình để làm tên đệm cho Huệ. Và thế là cái tên Mai Huệ đã trở thành tên nghệ danh. Giờ đây, khi đã trở thành nghệ sĩ, giảng viên đàn tì bà, Huệ càng hiểu hơn tình cảm của người mẹ thứ hai đã dành cho mình và Huệ đã quyết tâm mang hết sức lực, trí tuệ dồn vào tiếng đàn. Với tình yêu cây đàn tì bà, Mai Huệ không những chơi đàn hay mà chị còn tư duy sáng tác cho cây đàn của mình nhiều bản nhạc. Mỗi bản nhạc chị sáng tác theo một âm hưởng, giai điệu khác nhau, nhìn chung đều bám sát vào chất liệu âm nhạc dân gian các vùng miền. Trong đó có bản nhạc Thục Nữ Du Xuân với chất liệu từ loại hình nghệ thuật chèo truyền thống, chị đưa vào bản nhạc của mình làm cho người nghe có thể hình dung được những nét đỏng đảnh, lãng mạn của người con gái thôn quê Việt Nam. Chúng ta cùng chúc cho nghệ sĩ Mai Huệ sẽ tiếp tục niềm say mê với cây đàn để nhiều dịp được thưởng thức những bản nhạc do chị sáng tác và thể hiện trên cây đàn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Thục Nữ Du Xuân do nghệ sĩ Mai Huệ sáng tác và độc tấu đàn tì bà, nghệ sĩ Minh Trí đệm bộ gõ. Thank you.
Chúng ta vừa thưởng thức bản nhạc Thục Nữ Du Xuân do nghệ sĩ Mai Huệ sáng tác và độc tấu đàn tỳ bà. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Kim Anh biên soạn đến đây kết thúc. Tạm biệt quý vị và các bạn.